Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGov nhận 100 triệu token có kiểu là Xquarry khoảng 100 đô cho dự án này các bạn. Thì con này được xây dựng trên chuỗi mạng Solana. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở link form nha các bạn. Rồi nó hỏi bạn có chấp nhận điều khoản hay không, các bạn bấm yes nha các bạn. Rồi bấm nút tiếp tục nè. Rồi, xuống đây thì các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ các trang mạng xã hội của nó các bạn. Rất là đơn giản luôn các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh xào kênh Telegram Challenge nữa nè. Mai mình cũng sắp IP này các bạn. Cố gắng làm cái video này nữa. Ngừng. Rồi, sau khi các bạn cho anh xào xong thì các bạn copy hashtag nó giúp mình nha các bạn. Thôi đi, các bạn bắt đầu luôn đi. Rồi mình copy lại sao cũng được. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Ủa dự án này mình đã có theo dõi hồi nào rồi ta. Rồi các bạn copy hashtag này và tag ba người bạn giúp mình nha các bạn. Để mình copy hashtag này các bạn. Hashtag này nè các bạn. Ơ với hashtag này chưa lộn. Hashtag dòng thứ hai nè. Phan các bạn. Rồi mình đã follow rồi các bạn. Rồi bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi, giờ đây các bạn tự quyết là ba người bạn với hashtag nha các bạn. Rồi, các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tự quyết nè các bạn. Rồi, các bạn dán cái hashtag đó vào và tan ba người bạn mình vào, các bạn tự quyết lên nè các bạn. Sau khi tự quyết lại xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group của nó nè các bạn. Rồi, các bạn join vào nè các bạn. Rồi, các bạn bắt up lại được lại nha các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube Challenge nữa nè. Trên kênh YouTube nếu các bạn bấm đăng ký các bạn, hiện tại nó chưa có cái video nào trên các bạn. Rồi các bạn bắt up được cái link phong này nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn chỉ việc enter solid. Rồi xuống đây các bạn chỉ khai báo thôi các bạn, khá là đơn giản. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Telegram tất cả các bạn đã xôn xao nè các bạn. Rồi vào ba vô chào setting copy username của mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền username tờ Twitter của tất cả các bạn đã follow dự án nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ lên cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nha các bạn. Anh chị bay và anh cùng nhấp cho một hồ sơ nè. Những dự án nào mà nó yêu cầu các bạn ép thông số để nó phân phối token thì các bạn hãy ép. Còn không ép thì tự động nó trả, sau này nó về mình ép token sao cũng được các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile link YouTube tất cả các bạn, thì các bạn mở YouTube của tất cả các bạn ra nha các bạn. Rồi thì các bạn nhấp vào bio gạch cùng nữa các bạn, nhấp vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp vào bio gạch cùng, các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn để lấy đường link kênh YouTube kia mới được. Copy đường link YouTube của mình nha các bạn, vì kênh YouTube kia mình đã chỉnh sửa URL nên khó ấy các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Solet.io nha các bạn. Thì mình có cái video hướng dẫn bạn tạo ví Solet.io để lưu trữ những đồng coin chạy trên nền tảng của Solana rồi nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm vào một reset nè, bấm chứng nhận nè, các bạn copy địa chỉ Solana của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè, bạn quay lại cái link phong này nè các bạn, nhắn ở đây nha các bạn. Rồi cái mã enter này thì các bạn đi giùm mình @anh 3 số 1 3 số 2 các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này, góp nhận tóc cần Xquarry đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.